Em test cho em đi, Pioneer model là Veta AX1AV. Con này thì nó sẽ có HDMI, là có cổng quang, chơi nhạc mạng trực tiếp từ Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa, có cổng USB chơi nhạc số nhạc MP3 luôn. Và con này thì nó sẽ có equalizer chỉnh bass chép đầy đủ nha. Rồi đầu tiên đây là cổng TV nè, cổng TV là cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống. Tắt mở EQ nè, EQ là có nhiều bộ nhớ EQ nè. Memory số 1 đã cài đặt nè, tiếng rất là hay. Memory khác chưa cài đặt nha. Giờ mới. Rồi off nè, off là sẽ dở nha, mở lên memory số 1. Rồi con này thì điều chỉnh bass chép ở trên Commode nha. Và đây là cái điều khiển học, có thể chỉnh full chức năng luôn. Rồi volume nè. Đang học là cho vị trí là sub nè, sub là ba thiết bị đang học sub là cho cái chiếc âm ly Pioneer. Nếu mà chỉnh sai thì ta sẽ chuyển về cái sub này thì có thể điều chỉnh được volume nè. Rồi để điều chỉnh bass chép thì bắt buộc chúng ta phải điều chỉnh về chế độ là stereo mới có được bass chép, còn chế độ là 7 sát stereo vân vân, một số chế độ khác thì không chỉnh được bass chép nha. Rồi đây là nút chế độ nè, nút chế độ anh em nhấn nhiều lần để tới chế độ là 7 sát stereo nha. Đây nhấn nhiều lần 7 sát stereo, cũng như là nút listen mode nè. Ta sẽ chuyển tới Advanced Surround và sẽ xoay lúc này tới chế độ là 7 set stereo Enter. Đó là sử dụng ở trên remote và trên điều khiển từ xa. Còn nếu như chế độ stereo thì nút ở giữa đây, dưới cùng stereo. Và lúc này khi mà chọn chế độ stereo thì đây là cổng chữ bass nè, cổng chữ bass và cổng chữ chép nè. Rồi cổng chép con này thì đánh rất là lực và rất là sáng tiếng nha. Rồi cổng CD là cổng analog. Rồi ta có thể là chọn chế độ 7 sát stereo bằng nút này, cũng như là chế độ 2 kênh bằng nút này. Rồi tăng bass và tăng chép lên. Chuyển sang USB. Các chế độ là các ngõ vào nè, 1 2 3 4 5. 5 là chế độ USB nha. Rồi bấm nút play nè để qua bài nè. Và đối với cái dòng này thì nó rất là kén điều khiển từ xa nha. Nếu như không có cái điều khiển từ xa thì sẽ không thể nào chơi nhạc từ USB được nha. Rồi dừng lại bằng nút này nha. Đó là USB. Em sẽ chuyển lại là cái cổng quang để test cái cổng analog lên cho sao. Listen mode nè, 7 lo. Advanced Surround nè, 7 sát stereo nè, Enter nè. Hai lo chính nè, lo center nè, lo surround nè. Rồi lo sờ bắt luôn nè. Rồi con này thì nó có equalizer chỉnh riêng biệt từng kênh lo nha. Và em đã chỉnh là cho lo hai lo chính nè, lo center, lo surround đầy đủ rồi nha. Pioneer VSA AX1AV điện áp 100V và công suất là 345W. Đây là cổng quang tín hiệu từ Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và cổng Reout để làm giải mã DAC đây. Reout lo chính nè, Reout sub điện nha. Center, surround, sờ bắt đầy đủ luôn. Rồi trên đây là video để test âm ly Pioneer Veta AX1AV. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.